Có thể nói ngày nay thành phố Đà Lạt đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, đẹp hơn, khang trang hơn và tiềm năng phát triển ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Không khí bình yên ấm no đã lan tỏa trong từng khu phố. Đây là một trong những thành quả của nền độc lập tự do mà nhiều thế hệ người Việt Nam đã vượt qua gian khổ hy sinh để giành lấy nền độc lập của nước nhà hôm nay. Từ nền độc lập ấy đã mở ra một tương lai tươi sáng. Nhà nhà, người người đã được sống trong xã hội dân chủ, công bằng, văn minh như sinh thời Bác Hồ vẫn hằng mong. Những khu phố yên bình với nhịp sống chậm rãi, khác hẳn với sự náo nhiệt thường có của một thành phố. Những ngày này, quang cảnh của những khu phố thuộc khu Hòa Bình, thành phố Đà Lạt nghiêm trang hơn, rực rỡ hơn dưới màu cờ đỏ. Cũng ở nơi đây, bao lớp người từng sống trải qua những ngày tháng lịch sử. Hôm nay cảm nhận của họ về cuộc sống này là sự yêu đời, yêu bầu không khí yên lành, thịnh vượng. Bây giờ khóa sướng rồi. Cuộc sống nó thấy nhà cửa lên là tốt, rất là đẹp. Làng xóm động viên nói chứ dân rất tốt, chủ trò rất tốt. Nói họ xây dựng thì có khi họ không bằng lòng, một số họ cũng khó khăn, họ nói gì đấy, nhưng mà hay động viên họ hưởng ứng hết. Để có những tổ dân phố không tội phạm, xanh sạch và văn minh là cả một quá trình phấn đấu xây dựng của nhân dân và chính quyền địa phương. Ở đó, sự gắn kết giữa những người đi đầu và người dân trong mọi hoạt động là yếu tố quan trọng để làm nên sự thành công của mọi phong trào. Mình phải lắng nghe ý kiến của nhân dân và cái sự đóng góp của nhân dân thì mình mới thực hiện được. Chứ còn không đồng lòng, không nhất trí với nhau thì cũng là khó thực hiện. Anh Đinh Đức Kế đã 2 nhiệm kỳ tổ trưởng tổ dân phố Tây Hồ 1, phường 11, thành phố Đà Lạt. Đây là tổ dân phố có khoảng 200 hộ dân, đa số là nông nghiệp, nhưng không có hộ dân nào thuộc diện nghèo. Tổ dân phố Tây Hồ 1 có dân cư rải rác và địa hình phức tạp. Tuy nhiên ở đây, tình hình an ninh trật tự cũng luôn được giữ vững và là tổ dân phố nhiều năm liền được tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước. Nói về những gì mà khu phố đã làm được, tổ trưởng tổ dân phố Đinh Đức Kế cho rằng yếu tố quan trọng là người đi đầu phải tạo lòng tin cho nhân dân. Chúng tôi là đặt cái tiêu chuẩn hàng đầu là coi như là dân chủ, công bằng. Cho nên là mọi người dân họ đều quý mến và mình không có thiên vị cho một ai cả. Và chính vì lẽ đó và đồng, mình cũng như là giải quyết tất cả mọi cái khiếu kiện, không để vượt cấp nhiều. Đó, cho nên là bà con rất là đồng thuận cho mình. Người ta trao đổi nhưng mà mình phải có trách nhiệm trong đó, là mình phải giữ đường xá cho nó sạch đẹp. Khu phố với địa phương này với người dân là rất là gần gũi. Có thể nói, ngày nay được sống trong hòa bình, độc lập. Đó là người Việt, ai cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của tự do, được làm chủ đất nước, quê hương mình. Bác Hồ từng mong ước, tôi chỉ có một sự ham muốn tuột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do. Đồng bào, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Mong ước của người đã thành hiện thực trên mỗi vùng quê, trên mọi nẻo đường. Và sự công bằng, dân chủ, văn minh đã được hình thành và hiện hữu.